Chưa từng có tại hàng một nữ idol kết hôn chỉ 8 ngày trước màn ra mắt khán giả. Đám cưới của nữ idol tân binh này được tổ chức vào ngày 1 tháng 10, chỉ 8 ngày trước màn ra mắt của cô. Chuyện hẹn hò vốn là chủ đề khó nói tại làng nhạc xứ Hàn, nên càng ít có idol hoạt động khi đã kết hôn. Thế nhưng mới đây nhất, một nữ idol tân binh đã khiến khán giả kinh ngạc khi kết hôn ngay trước thềm ra mắt. Đây là điều chưa từng xảy ra tại K-pop. Nữ idol này chính là dung su của nhóm nhạc tân binh P.A.C.H.A., trên trang cá nhân, Dung Su đăng tải loạt ảnh cưới với người chồng tên Minh Hu và cho biết đám cưới được tổ chức vào ngày 1 tháng 10. Sau đám cưới, nữ idol sinh năm 1991 sẽ ra mắt và hoạt động với VACHA vào ngày 8 tháng 10 tới đây. Nhóm nhạc tương binh VACHA có 4 thành viên dự kiến được ra mắt vào tháng 10 năm 2021 nhưng vì nhiều lý do nên đã bị hoãn lại đến năm nay. Đến ngày 8 tháng 10 tới đây, nhóm sẽ phát hành ca khúc đầu tiên và chính thức ra mắt khán giả. Nguồn